Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa. Người Công giáo chúng ta thì chắc chắn là ai cũng biết và cũng thuộc kinh Mười Đầu Răn Đức Chúa Trời. Các em học sinh ở trường Hy Vọng, chúng con có thuộc không? Các em ở trường Khuyết Tật Thính Giác nhưng mà cũng thuộc kinh Mười Đầu Răn Đức Chúa Trời, huống gì là anh chị em và tôi. Mà kinh Mười Đầu Răn đấy, nếu mà ta trở về với Thánh Kinh thì nó chính là 10 điều khoản trong giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với dân Israel. Và điều răn thứ hai đọc nguyên văn ở trong Thánh Kinh là thế này: ngươi không được tạc tượng, không được vẽ hình bất cứ một loài nào trên trời hay là dưới đất mà thờ lạy ta. Chúa cấm, không có cho tạc tượng vẽ hình gì hết á. Chắc là anh chị em sẽ hỏi tôi vào sau nhà thờ mình lắm tượng. Lúc khác là tôi giải thích cho anh chị em. Nhưng mà tại sao mà Chúa cấm? Là bởi vì Thiên Chúa vô hình, không ai thấy. Thiên Chúa thì vô hình, nhưng mà con người ta lại cứ có khuynh hướng muốn hữu hình hóa, muốn cụ thể hóa Thiên Chúa. Cho nên người ta dễ đi tìm cái hình này với hình nọ để người ta tôn thờ. Anh chị em đọc ở trong Thánh Kinh mà coi, ngay sau khi Chúa ban bố 10 điều răn, thế thì dân Israel đã xin ông Aaron và ông ấy bằng lòng. Thế là ông đi gom góp hết tất cả vàng bạc ở trong dân, xong là làm cái tượng. Tượng gì? Tượng con bò vàng. Làm tượng bò vàng xong là cả dân quỳ gối xuống mà tung hô: đây là đấng đã dẫn chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập. Hóa ra con bò nó dẫn, chứ không phải Chúa dẫn. Tôi nói như vậy để muốn thưa với anh chị em rằng ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, đừng có quên một điều là Chúa Thánh Thần là đấng vô hình. Chính vì vậy đó mà chúng ta nói về Chúa Thánh Thần bằng những ngôn ngữ biểu tượng. Chẳng hạn như hôm nay mình nghe nói là Chúa Thánh Thần được ban xuống cho các tông đồ dưới hình hình ngọn lửa, cho nên tôi làm lễ mặc áo đỏ đây này, lửa đây này. Anh chị em đọc ở trong bài Phúc Âm thì thấy Chúa Giêsu phục sinh ban Thánh Thần cho các môn đệ bằng cách nào? Thở hơi.
Rồi anh chị em đọc một đoạn phúc âm chiều hôm qua lễ vọng hiện xuống chẳng hạn, thì sẽ thấy nói về Chúa Thánh Thần bằng hình ảnh của nước. Đấy, những ngôn ngữ biểu tượng để nói về Thánh Thần. Chứ còn chính Chúa Thánh Thần là đấng vô hình, chúng ta không thấy. Anh chị em và tôi không thấy Chúa Thánh Thần, nhưng ta có thể thấy được Ngài qua những hoa trái. Miền Bắc gọi là hoa quả. Có thể là một số trong anh chị em sẽ nói với tôi bảo là thấy những người ta đi dự nhóm thánh linh cầu nguyện canh tân đặc sủng, người ta hay nói đến hoa trái của Chúa Thánh Thần là cái ơn nói tiếng lạ. Nói không ai hiểu gì. Hoặc là cái ơn chữa lành thì tốt thôi, trong Thánh Kinh có nói tới. Nhưng mà rõ ràng nhất thì hoa trái của Thánh Thần là đây này. Thánh Phaolô nói hoa trái của Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Chúng ta không thấy Chúa Thánh Thần, nhưng mà có thể thấy được Ngài qua những hoa trái. Anh chị em có thấy gió không? Ta đâu có thấy gió đâu, nhưng mà mình biết là có gió. Thấy người nó man mát, thấy lá cây rụng, biết là có gió. Anh chị em có thấy luồng điện không? Dây điện thì thấy, chứ còn luồng điện thì ai thấy? Mà mình biết là có điện bởi vì sáng. Bây giờ nhà thờ tối thui cái là anh chị em bảo cúp điện rồi. Mình không thấy dòng điện, không thấy gió, nhưng mà mình biết là có gió, có điện, dựa vào những hoa quả. Tương tự như vậy, chúng ta không thấy Chúa Thánh Thần, nhưng ta biết rằng Ngài đang hiện diện, đang hoạt động trong cuộc đời này, trong tâm hồn của mình. Khi mà tâm hồn của chúng ta có tình bác ái, có niềm vui nội tâm, có sự bình an, có sự nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, đấy là những hoa trái cụ thể. Mà hôm nay tôi muốn nói đến cái hoa trái đặc biệt mà các bài thánh kinh nhấn mạnh, đó là sự hiệp nhất. Sách Công Vụ mô tả là các tông đồ cầu nguyện, và khi Chúa Thánh Thần được ban xuống rồi thì các ngài giảng tin mừng. Và sách Công Vụ nói rõ là những người có mặt ở đấy đó là thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà ai cũng nghe mấy ông này, ông ấy giảng bằng tiếng của mình. Chẳng hạn như là tôi giảng bằng tiếng Việt Nam, nhưng mà trong nhà thờ hôm nay là có các bạn thiểu số dân tộc cơ ho cũng nghe ra tiếng của mình, có mấy anh chị Campuchia cũng nghe ra tiếng của mình. Và vì thế có một sự hiệp nhất, nó vượt qua mọi bất đồng của ngôn ngữ, nó vượt qua mọi ranh giới của chủng tộc, để làm cho người ta được nên một với nhau trong cùng một niềm tin. Anh chị em đọc cái bài sách Công Vụ này phải đối chiếu với lại một bài khác ở trong sách Sáng Thế, ta mới thấy thấm thía hơn. Tôi muốn nói đến một câu chuyện mà anh chị em biết hết rồi, đó là chuyện tháp Ba Bèn. Sách Sáng Thế ở chương 11 kể lại là lúc bấy giờ các dân tộc người ta xúm lại, người ta xây một cái tháp, mà họ muốn xây làm sao một chỗ nó đụng tới trời. Thế thì lúc đấy Chúa mới làm cho ngôn ngữ của họ nó tán loạn, cho nên là không xây được. Bởi vì cái anh này bảo đem sắt đến thì anh kia nó cứ đem xi măng, cái anh này nó bảo đem gạch tới thì nó cứ đem cát, không xây được.
Cái câu chuyện đó rất khó hiểu. Các nhà chú giải bảo rằng đó là một câu chuyện muốn giải thích tại làm sao trên thế giới này lại có nhiều ngôn ngữ khác nhau đến như thế. Mà người ta mượn cái câu chuyện đấy để người ta giải thích. Nhưng mà về mặt nghiên cứu Thánh Kinh á, khi ta đặt cái câu chuyện Tháp Ba Ben vào trong toàn bộ của những chương đầu sách Sáng Thế nói về nguồn gốc của vũ trụ và con người, thì ta khám phá ra cái ý nghĩa căn bản này, cái sự chia rẽ giữa các dân tộc, mà cụ thể nhất là bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đó chính là hậu quả của tội lỗi. Khi Adam Eva phạm tội rồi, khi mối quan hệ sự hài hòa của họ với Thiên Chúa bị cắt đứt rồi, thì những hậu quả xảy ra trước hết là hai ông bà. Trước đây á, đây là xương bởi xương tôi, là thịt bởi thịt tôi. Thế còn bây giờ thì không có còn xương với thịt gì nữa, chỉ có lo đổ tội cho nhau. Vợ chồng chia rẽ. Rồi anh chị em đọc tiếp thì sẽ thấy câu chuyện Cain Abel, anh em ruột giết nhau. Anh chị em đọc tiếp thì sẽ thấy chuyện Lụt đại hồng thủy, cái mối quan hệ của con người với vũ trụ và thiên nhiên bị phá vỡ. Và anh chị em đọc tiếp thì sẽ thấy câu chuyện Tháp Ba Ben, các dân tộc xung đột đánh nhau. Cho nên trong cái nhìn của sách Sáng Thế đó, đây là hậu quả của tội lỗi. Hoa trái của tội lỗi là sự chia rẽ, còn hoa trái của Thánh Thần là sự hiệp nhất, để làm cho muôn dân tộc với những ngôn ngữ khác nhau hiệp nhất trong cùng một đức tin vào Thiên Chúa. Sự khác biệt nó nằm ở chỗ đấy. Thế thì ngày hôm nay, khi ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, là ta được mời gọi để cùng với Ngài kiến tạo sự hiệp nhất trong đời sống, mà bắt đầu từ đơn vị nhỏ nhất là gia đình của mình. Anh chị em có thấy ngày hôm nay là nhiều gia đình không còn hiệp nhất không? Chắc chắn là có nhiều yếu tố lắm. Chủ nhật tuần trước tôi có chia sẻ với anh chị em vài suy nghĩ về truyền thông. Và tôi đã có nói là những phương tiện truyền thông nó làm cho con người xích lại gần nhau, nhưng mà đồng thời nó cũng có thể làm cho con người xa nhau. Trước đây chưa có tivi thì bố mẹ con cái chiều nào cũng ăn cơm chung, thì bố kể hôm nay ở sở có chuyện gì, mẹ kể hôm nay ở chợ có chuyện gì, con cái kể hôm nay đi học gặp cái gì. Còn giờ có tivi rồi, mỗi người một bát, ngồi ghế salon xem tivi, không nói với ai. Bây giờ có tivi rồi, có khi cũng quây quần quanh cái bàn, nhưng mà không nhìn nhau, mà nhìn tivi. Và con số thống kê về ly dị ở Sài Gòn này, có phải là nó cho chúng ta thấy là sự hiệp nhất trong các gia đình càng ngày càng mỏng manh không? Rồi anh chị em có thấy ở trong cộng đoàn của mình, như là giáo xứ của mình, cái sự hiệp nhất ấy cũng bị đe dọa không? Nhiều khi là hai đoàn thể, hai phong trào đạo đức lắm, vậy mà đánh nhau mới chết đấy chứ. Thế thì không biết là Chúa Thánh Thần đi đâu, mà rất là đạo đức. Và tình trạng này không phải ngày hôm nay mới có. Thực sự nếu chúng ta đọc lại Thánh Kinh thì ta đã thấy ngay từ những trang đầu của Thánh Kinh đã nói rồi. Và ngay trong những cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đó, thì đã có vấn đề này rồi. Và theo phân tích của Thánh Phaolô thì nguyên do sâu xa nhất đó là sự ganh tị, là hư danh, là tính ích kỷ, sự tự mãn.
Mỗi một người chỉ biết nghĩ về mình mà không biết nghĩ đến người khác, cho nên nó mới làm mất đi sự hiệp nhất. Tôi đọc cái lời đó của Thánh Phaolô, tôi nhớ đến nhận xét của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Ngài nói với các gia đình Công giáo một câu mà tôi đã từng nói ở nhà thờ này. Trong một gia đình mà người cha biết quên mình đi để chỉ nghĩ đến vợ và các con, người mẹ biết quên mình đi để chỉ nghĩ đến chồng và các con, các con biết quên mình đi để chỉ nghĩ đến cha mẹ và anh chị em khác, thì gia đình đấy là thiên đàng. Gia đình đấy là thiên đàng. Bởi vì thiên đàng là gì nếu không phải là sự hiệp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi? Ngược lại, ngày hôm nay là bởi vì có khi chồng chỉ nghĩ đến mình, cho nên thay vì về ăn cơm ở nhà thì ngày nào cũng nhậu. Có khi là vợ chỉ nghĩ đến mình thôi, cho nên là đổ rất nhiều tiền bạc vào những chuyện cho cá nhân mình. Có thể vì vậy mà nó làm cho sự hiệp nhất ở trong gia đình càng ngày càng mong manh hơn, rồi trong cộng đoàn cũng thế thôi. Cho nên thưa anh chị em, hôm nay khi chúng ta họp nhau để cử hành lễ Chúa Thánh hiện xuống, không chỉ là để ca tụng, để ngợi khen, để cảm tạ, mà còn là để đón nhận một sứ điệp rằng mình cần phải cộng tác với Chúa Thánh Thần để xây dựng sự hiệp nhất trong cuộc sống hàng ngày, từ gia đình mình cho đến cộng đoàn mình, rồi mới lan ra ngoài xã hội. Xin Chúa ghi sâu vào ký ức chúng ta lời mời gọi của Ngài, và xin Chúa Thánh Thần ban cho ta có sức mạnh nội tâm để có thể góp phần với Ngài mà xây dựng sự hiệp nhất trong hội thánh. Và đấy là tâm tình cầu nguyện của chúng ta trong thánh lễ này. Thánh lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.